Hiện công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận đề xuất mức phí sẽ trả từ 2.100 đồng đến 8.400 đồng mỗi km và định kỳ 3 năm sẽ tăng phí 15%. Dự kiến mức thu cao nhất là 432.000 đồng một lượt. Cụ thể, theo mức phí công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận đề xuất ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt sẽ chịu mức phí là 2.100 đồng một km, tương đương 108.000 đồng một xe nếu chạy toàn tuyến xe từ 12 đến 30 chỗ, xe tải từ 2 đến 4 tấn, mức phí là 154.000 một xe nếu chạy toàn tuyến. Xe khách từ 34 chỗ trở lên, xe tải từ 4 đến 10 tấn, mức phí là 190.000 đồng một lượt. Với xe tải từ trên 18 tấn, container 40 feet được thu phí với mức cao nhất là 432.000 đồng một xe nếu chạy toàn tuyến. Mức phí sẽ tăng 3 năm một lần và mỗi lần điều chỉnh tăng 15%. Dự án có thời gian hoàn vốn 14 năm 8 tháng 12 ngày.